Đây là lô 02 của liền kề 5. Đây. Diện tích của lô này là 90m, mặt tiền sẽ là 5m và độ sâu sẽ là 18m. Lô này sẽ lưng sẽ quay về hướng đất của quân đội. Ưu điểm lô này chính là cái phần hướng. Hướng đây sẽ là hướng đông nam. Nam nhìn thẳng ra bên phía đại Hòa Bình. Và rất là gần với cái đường chính nội khu đường Đào Phúc Lộc nối thẳng lên trên này. Đường này là đường 17,5m, cực kỳ rộng. Lô này có hai view vườn hoa, một view vườn hoa ở đây dành cho toàn bộ liên kề 5. Một view vườn hoa ở đây là vườn hoa to của liên kề 3. Và hướng này là hướng đi thẳng ra hướng Trần Quốc Toản này. Hướng này là hướng đi thẳng ra đại lộ Hòa Bình này. Nó rất là tiện cái khu lô đất liên kề 5 lô 2 này. Lòng đường đây là lòng đường 6m, tổng hai bên vỉa hè là 6m nữa là 12m đường. Và cả cái dãy liên kề 5 này sẽ có cái diện tích y hệt nhau là 90m, mặt tiền đều 5m cả. Đấy. Và view đều như nhau hết, view rất đẹp. Chỉ đặc biệt là cái lô liền kề 2 này là cái lô mà sẽ nằm ở gần áp với góc, áp với lô góc bên này thì sẽ là đẹp đẹp nhất thôi. Đây, sẽ gần đường nhất. Đấy. Phía bên này là phía Viện Kiểm sát Nhân dân này. Đấy. Hướng này là hướng đây. Rất là thoáng luôn.